Cả nhà thân mến, kênh Ghiền Nấu Ăn xin chia sẻ đến cả nhà món mì xào La Hán. Đây là những nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay. Gọi tên món này là mì xào La Hán bởi vì trong tín ngưỡng Phật giáo có sự hiện diện của 18 vị La Hán. Và mượn danh vị này chỉ để diễn tả một món ăn chay với nhiều nguyên liệu phong phú và nhiều sắc thái mùi vị. Để làm món mì xào La Hán thì trước tiên cả nhà cần chuẩn bị 200g đậu hũ khuôn. Và những miếng đậu hũ khuôn thì cả nhà có thể cắt thành những thanh dài nho nhỏ như thế này. Sau đó mình thả vào trong chảo dầu chiên cho vàng giòn. Tiếp theo em sẽ bắt một cái chảo lên bếp và em cho vào trong chảo là 2 muỗng rưỡi ăn canh dầu ăn. Rồi em cho hành baro cắt lát vào, em phi cho hành baro vàng thơm lên. Khi baro đã vàng thơm lên rồi thì bây giờ em sẽ gạt phần baro qua một bên và em sẽ múc riêng ra 2 muỗng ăn canh dầu ăn. Mình chỉ chừa lại trong chảo khoảng nửa muỗng ăn canh dầu ăn để mình xào các nguyên liệu thôi. Và phần dầu ăn múc riêng ra này thì một lát nữa mình sẽ dùng sau. Rồi bây giờ em sẽ bật bếp lên và em cho tiếp vào trong chảo là 100g cà rốt cắt sợi, 100g nấm đông cô tươi cắt lát và 100g bắp non. Em sẽ xào 3 nguyên liệu này trên bếp với lửa lớn trong vòng 2 phút. Với những trái bắp non thì những trái nhỏ thì cả nhà để nguyên trái cho ngon, còn những trái lớn thì cả nhà có thể chẻ đôi. Đây là 3 nguyên liệu mà chín lâu hơn các nguyên liệu khác, thành ra mình sẽ xào trước đó cả nhà. Và bây giờ em sẽ cho tiếp 100g đậu que em cắt sợi như thế này và đậu hũ chiên em cho vào xào chung luôn. Em nêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm chay và một muỗng cà phê đường. Và mình sẽ tiếp tục xào trong vòng 3 phút nữa và cả nhà vẫn giữ lửa lớn nha để các nguyên liệu của mình được khô ráo, không bị ra nước. Kế đến thì em sẽ cho tiếp 2 trái ớt sừng không cay cắt sợi, 50g nấm kim châm và 50g cần tàu. 3 nguyên liệu này rất là nhanh chín cho nên cả nhà chỉ cần xào thêm 1 phút nữa thôi thì mình tắt bếp được rồi nha. Cả nhà nhìn chảo rau củ xào của mình rất là hấp dẫn đúng không ạ? À? Rất là nhiều màu sắc tươi ngon. Phần nước chấm ăn kèm với món mì xào La Hán thì cả nhà có thể pha nước tương tỏi ớt. Và cách làm nước tương thì em đã có chia sẻ trong video cách làm bánh ướt, bánh cuốn rồi. Cả nhà có thể vào kênh Ghiền Nấu Ăn xem lại giúp em nha. Ngoài ra thì cả nhà có thể pha một chén nước sốt bằng nước tương cũng rất là ngon để mình ăn kèm với món mì xào La Hán này. Em sẽ dùng là 3 muỗng ăn canh nước tương, 2 muỗng ăn canh tương ớt, 1/2 muỗng ăn canh đường. Sau đó mình hòa tan. Như vậy là mình đã có ngay cái hỗn hợp nước tương, nước sốt như thế này để mình ăn kèm với mì khá là ngon đó cả nhà. Công đoạn tiếp theo thì em sẽ chuẩn bị phần mì. Đầu tiên em sẽ nấu sôi một nồi nước và em cho vào trong nồi nước sôi này là một muỗng ăn canh dầu ăn, phần dầu ăn mà mình phi baro lúc nãy đó cả nhà, thì dầu ăn này rất là thơm. Và em cho vào đây là 300g mì tươi. Mình sẽ trộn cho cọng mì đến khi nào mà chuyển sang màu vàng trong hơn, tức là mì đã chín. Và bây giờ cọng mì đã chín rồi, em sẽ vớt ra. Tranh thủ lúc cọng mì còn nóng thì em sẽ cho vào đây là một muỗng ăn canh dầu ăn. Đây là phần dầu phi baro mà mình chừa ra đây cả nhà. Rồi em cho vào là một muỗng cà phê nước tương và một muỗng cà phê dầu hào chay nữa. Mình sẽ trộn đều lên để cho cọng mì được tơi ra và thấm một chút gia vị nước tương dầu hào rất thơm và rất ngon. Rồi bây giờ em sẽ cho chảo nhân rau củ vào, em trộn chung với mì nữa là xong.
Gọi tên món này là mì xào, nhưng thật ra mình chỉ xào phần nhân rau củ mà thôi. Và riêng đối với cọng mì thì mình chỉ trộn như thế này, để tránh trường hợp là mình sẽ xào mì trên bếp với nhiệt độ cao thì cọng mì rất dễ bị mềm bở và không ngon nữa cả nhà. Chưa kể là mì sẽ bết dính lại và không có được tơi. Và một chút xíu dầu phi baro như thế này thì làm cọng mì cũng rất là thơm nè, rồi rất tơi, rất ngon nữa. Làm mì xào La Hán cũng không khó đúng không ạ? Thật ra món này chỉ đòi hỏi một chút sự tỉ mỉ ở công đoạn chuẩn bị và cắt tỉa các loại rau củ mà thôi. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video và em mến chúc cả nhà thực hiện món mì xào La Hán thành công.